Bây giờ Hải Dương ấy thì mấy hôm vừa rồi là làm rất tốt, bà con làm tuyệt vời rồi. Bây giờ anh em ở tổ thông tin và anh em trực tiếp làm công tác chống dịch ở cả nước chỉ mong là bà con nhân dân ở vùng có dịch, mà cụ thể ở đây bây giờ là ở khu vực Chí Linh, Đông Triều, một phần của Kinh Môn và Nam Sách ở Hải Dương, cùng với việc thực hiện thật tốt các biện pháp chống dịch như vừa rồi, thì bây giờ hãy dùng tối đa các phương tiện công cụ truyền thông xã hội để cung cấp thông tin cho tổ thông tin, cho Bộ Y tế, cho Ban Chỉ đạo Quốc gia, tất cả những người mà đã tiếp xúc với mình trong cái khoảng thời gian vừa qua, và kêu gọi những người đấy dù hiện nay đang ở đâu thì cũng khai báo y tế và cung cấp thông tin. Vì cái việc này ấy, là không phải chỉ để bảo vệ mình mà còn là vì cái sự an bình của cả đất nước. Tôi rất mong là nhân dân ở khu vực Chí Linh, Đông Triều, Kinh Môn và một phần của Nam Sách, để chúng ta làm thật tốt cái việc này.